Ca sĩ Đan Trường đau xót thông báo tin tang sự, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn. Ca sĩ Đan Trường đăng tải và thông báo tin buồn về việc người thân trong gia đình anh vừa mất. Đan Trường nổi tiếng vào năm 1999 với ca khúc Kiếp Về Sau. Lúc ấy chàng trai trẻ trở thành một hiện tượng lạ trong mắt công chúng. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường chia sẻ thông tin tang sự khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả xót xa. Theo đó, ca sĩ Đan Trường đăng tải khoảnh khắc bên người cô kèm dòng trạng thái tiễn biệt. Cô Xuân ra đi thanh thản nhé, con và ba mẹ về không kịp, con xin lỗi cô. Trước thắc mắc từ đông đảo khán giả, ca sĩ Đan Trường chia sẻ thêm, mọi người hỏi cô Xuân là ai, cô Xuân là chị ruột của ba mình nhé, đáng ra mình phải kêu bằng bác Xuân, nhưng từ nhỏ các cháu ai cũng kêu là cô Xuân nên quen rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ngay sau khi đăng tải, bài viết của ca sĩ Đan Trường đã nhận nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ Đan Trường trước sự ra đi của người thân. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết, chia buồn cùng em và gia đình Bo nhé. Ca sĩ Trung Quang viết, em xin chia buồn cùng anh và gia đình ạ. Ca sĩ Khánh Bình viết, chia buồn cùng gia đình anh. Vợ cũ Đan Trường doanh nhân Thủy Tiên viết, cầu mong cho cô sẽ trở về cõi Vĩnh Hằng, cô an nghỉ nhé. Gần đây anh Bo bất ngờ chia sẻ về cuộc sống, trong đó có thông báo về tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng quan tâm. Trên trang cá nhân, Đan Trường tâm sự, người ta có câu đời ngắn ngủi lắm nên hãy sống sao cho đáng sống. Bây giờ ngẫm lại mình mới thấy đúng. 20 mấy tuổi là tuổi mới học xong, là tuổi chuẩn bị hành trang bước vào đời. 30 mấy tuổi là trải đời. 40 mấy tuổi là lúc đúc kết, lấy đó làm kinh nghiệm. Quay đi quay lại cũng thấy hết nửa đời người rồi. Gần 30 năm tuổi xuân của mình bận rộn liên tục, cứ nghĩ sắp tới sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng hình như sắp bắt đầu lại từ đầu thì phải. Thông báo nhẹ đôi mắt mình giờ yếu quá nên sẽ ít xem điện thoại lại đó cả nhà ơi. Ngay sau khi chia sẻ của Đan Trường, thành công trong sự nghiệp đã làm đổi thay cuộc sống của Đan Trường. Khi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, khán giả mới giật mình nhận ra quá khứ của Đan Trường vất vả và nghèo khó đến rơi nước mắt. Được biết Đan Trường là con trai trưởng, cũng là con trai duy nhất trong gia đình đông con ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm khốn khó, gia đình anh sống trên con hẻm ở đường Tháp 10, nơi mà hàng xóm bạn bè thường gọi bằng cách tên bình dị nhưng đầy cực nhọc, hẻm Ma Kèo Kéo. Cha mẹ anh là công nhân xí nghiệp thủy sản đông lạnh, ngày ngày lo chạy kế sinh nhai cho gia đình. Cả gia đình không ai theo nghệ thuật nên Đan Trường có hát hay cũng bao nhiêu, thích ca hát bấy nhiêu, anh cũng khép lại ước mơ ấy. Vậy nên vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không thể tiếp tục trang trải cho việc học, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã quyết định theo học nghề thợ điện và đi làm công nhân. Đan Trường sinh năm 1976, được khán giả mệnh danh là ca sĩ trẻ mãi không già trong làng nhạc Việt. Ở tuổi 47, anh vẫn giữ được dung mạo trẻ trung so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Anh nổi tiếng với dòng nhạc nhẹ, được khán giả yêu thích qua các bài hát Tình Khúc Vàng, Dòng Máu Lạc Hồng, Âm Ba Khí, Chim Trắng Mồ Côi. Hiện tại, anh vẫn nhận được nhiều show diễn trong nước và hải ngoại.